chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Và quý vị ơi, ngồi bên cạnh Lan ngày hôm nay lại là tiến sĩ Tô Nhi A. Xin chào tất cả mọi người, xin chào Ngọc Lan. Ông xã ngồi kế bên cạnh em trong lúc thực hiện cái ca mổ lấy em bé ra. Ảnh khóc nhiều lắm ha. Dạ, ảnh là một người, chồng em là một người rất là cảm xúc. Em cảm thấy em là người mạnh mẽ hơn chồng em rất là nhiều luôn. Khi mà em mổ thì ảnh nắm tay em, ảnh ngồi ngay bên giường mổ với em, nhìn em và cố gắng là động viên bên cạnh em rất rất là nhiều. Dạ. Và cái kênh YouTube của em thì làm về cuộc sống Mỹ, chia sẻ với mọi người tất cả về cái cuộc sống hàng ngày của em thôi, rất là không có cái gì mà không có gì mà quá cao xa hết á. Em đi đâu, em làm cái gì, tối hôm nay em ăn cái gì, rồi con em hôm nay học được cái gì thì em chia sẻ lên cho tất cả mọi người cùng biết. Để không làm mất thời giờ của quý vị thì xin mời quý vị hãy gặp khách mời ngày hôm nay là một hot mom, hot YouTuber Bảo Ngọc. Dạ, em xin chào hai chị, em chào chị Lan và em chào chị Tô Nha. Xin chào Bảo Ngọc. Rồi bây giờ mời Bảo Ngọc giới thiệu về bản thân của mình cho quý vị khán giả biết. Dạ, lời nói đầu tiên xin cho em kính chào quý vị khán giả của đang xem chương trình Chat với mẹ bỉm sữa của đài truyền hình HTV7. Em tên là Huỳnh Thị Bảo Ngọc, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại tiểu bang Michigan của Mỹ. Dạ. Thế thì cơ duyên nào mà ngày hôm nay mình có mặt ở đây vậy? Dạ, thì trong cái chuyến đi về thăm gia đình lần này đó chị, thì rất là may mắn là em được chương trình mời tới đây và tham gia chương trình để có thể chia sẻ những cái tâm tư tình cảm về quá trình làm mẹ của em. Dù cho bạn là ai thì cái hành trình làm mẹ của bạn đó nó cũng đều có những cái điểm mốc. Cái đúng điểm mốc rồi. Đầu tiên Đỗ Lan nhớ là điểm mốc gì nè? Mình mang thai như thế nào? Đúng rồi. Cảm giác của mình khi mà mình mang thai như thế nào? Dạ, cái cảm giác mà khi mà em biết có thai là thật sự là rất là lo lắng chị. Tại vì tụi em cũng có một kế hoạch rất là rõ ràng. Sau khi đám cưới thì tụi em phải chờ khoảng 3 năm sau thì tụi em mới bắt đầu có dự định có em bé, để cho kinh tế ổn định, tất cả mọi thứ công việc được ổn định thì tụi em mới bắt đầu dám có em bé. Mình lo kinh tế hay là trong 3 năm đó mình còn lo cả cái chuyện là mình phải thực sự chuẩn bị cho cái tâm thế làm cha mẹ? Dạ cả hai chị. Nhưng mà nó có đúng 3 năm như là mình đã dự toán không? Dạ không chị. Thật sự là trong cái quá trình mà trước khi mang thai thì tụi em có giống như mình dùng những cái biện pháp ngăn ngừa, tại vì mình chưa có chuẩn bị sẵn mà. Nên là sau khi mà tụi em đã chuẩn bị mà muốn được có em bé thì mới đầu thì em nghĩ là rất là dễ dàng để có thể có em bé, nhưng mà thật sự khi mà mình bắt tay vô làm thì nó không có dễ dàng như đó mình nghĩ. Đó là em nghĩ thôi. Dạ. Mất em khoảng 9 tháng để em có thể có em bé. Vậy là chắc cũng căng thẳng lắm. Dạ, rất là căng thẳng. Đó là thời gian là em bắt đầu căng thẳng, em sợ rồi đó. Sợ hả? Trong cái thời gian đó thì em cảm thấy rất là mệt mỏi. Tự nhiên không biết sau thời gian gần đây cái là buồn ngủ rất là nhiều. Nhưng mà em cũng không biết là như thế nào. Thì lúc mà em đi làm, em có tâm sự với lại một cái người khách mà em đang làm. Thì cái cô khách đó nói là hình như là tôi nghĩ là bạn có thai rồi đó, về mua que thử thai thử thôi. Thì trên đường đi làm về thì em ghé cái tiệm để mua que thử thai để em thử, thì về thử là được 2 vạch. Đó thì hai vợ chồng ôm nhau rất là mừng luôn. Dạ. Cho Lan hỏi điều tế nhị là ông xã của bạn là người Việt Nam hay là người Mỹ? Dạ, ông xã của em là người Mỹ. Bạn có thể kể cụ thể hơn về cái giây phản ứng đó? Đúng rồi, cái phản ứng của ông xã như thế nào? Cái lúc mà em đưa cho ông xã em cái que thử thai thì ảnh giống như vỡ òa trong hạnh phúc và ảnh đã khóc. Anh khóc rất là đúng cái đoạn mà mình muốn rồi đó. Thôi thay bình tĩnh y như phim, trong phim sao là vậy đó, thấy chưa? Rồi cái hai vợ chồng cũng ôm nhau khóc, xong rồi tâm sự, rồi nói về là bây giờ mình phải cố gắng thật nhiều để lo cho đứa con tương lai của mình. Cả đêm là hai vợ chồng cứ thao thức hoài, không có ngủ được. Rồi gọi điện thoại về cho Việt Nam thông báo cho ba mẹ và tất cả những người thân trong gia đình để biết. Tới cái quá trình mà mình mang thai, đúng rồi, mình mang thai nó như thế nào, mình có thay đổi nhiều về cơ địa nè, về ngoại hình của mình nè, rồi tâm sinh lý sức của mình nó thay đổi lợi như thế nào? Thật sự thì trong quá trình mang thai, em cảm thấy rất là may mắn vì trong quá trình mang thai thật sự là sức khỏe em rất là tốt. Em đi làm đúng 9 tháng 10 ngày luôn. Wow. Dạ. Làm đúng luôn, full làm, luôn. Làm full luôn. Em bé là em không có ngén, rồi em không có kén ăn những cái đồ ăn gì, em ăn thật sự rất là nhiều. Em thay đổi số ký là em tăng lên 20kg trong quá trình mang thai. Ý như tôi. Dạ. Cái gì bỗng mít vô được hết. Nhưng mà cái chăm sóc thai kỳ về mặt y tế bên đấy thì mình vẫn phải tuân thủ theo cái chương trình gia đình, đúng dạ, không? Khi mà em đi khám thai thì bác sĩ dặn em là khi nào tới rồi phải làm cái gì, sao sao thì em tuân thủ theo đầy đủ những lời dặn của bác sĩ. Mặc dù là khi mà em mang thai ở bên đó không có ai chăm sóc, nhưng mà cũng trời Phật thương nên là em bé rất là
là dễ, không có quấy, không có làm mình cảm thấy mệt mỏi nhiều. Vậy thì chứng tỏ một điều là cái cuộc sống vợ chồng nó cũng rất là thoải mái, cũng không có gì gọi là nặng nề và áp lực cả. Chị muốn hỏi một tí là trong quá trình mang thai thì có một cái nỗi lo nào đó mà Ngọc có phải để tâm đến không? Dạ có, cái nỗi lo mà lớn nhất của em là sau khi sinh em bé sẽ như thế nào. Tại vì chồng em là con một, rồi ba mẹ của anh đã mất rồi. Nên là còn em á, thì ở Mỹ chỉ có một mình em thôi à. Nên là em không hề có một người thân nào bên cạnh em hết á. Nên là cái nỗi lo lớn nhất á, là không có ai phụ giúp em khi mà em bé vừa mới vào đời. Bây giờ chúng ta khai thác đến vấn đề đi đẻ nè. Cái kỷ niệm nó như thế nào chắc là không bao giờ quên. Đi làm full 9 tháng 10 ngày đó, coi có vỡ ối nữa không? Có vỡ ối trong lúc làm dạ gì không? Không? Dạ không. Thật sự ra thì em bé trễ một tuần lễ chị. Ngày hôm đó là bác sĩ cho em nhập viện vào lúc 6 giờ sáng. Thì chỉ có hai vợ chồng thôi, nên là hai vợ chồng chở nhau đi vô bệnh viện một cách rất là bình tĩnh. Đi vô đó thì... Nghe tưởng đi siêu thị. Dạ. Đi vô đó thì cũng chưa có một bất cứ một cái dấu hiệu gì hết. Nên là bác sĩ mới cho em một cái thuốc gọi là để... dục sanh. Dạ, dạ, thuốc dục sanh. Cái thuốc đó là bác sĩ đặt mỗi 4 tiếng đồng hồ. Thì bác sĩ đặt khoảng... 3 lần, nhưng mà thật sự là cái tử cung em vẫn chưa có nở ra, nhưng mà nước ối đã vỡ rồi. Đã bị vỡ ối. Dạ thì em là đau rất là nhiều luôn, cũng nằm chờ hoài luôn, bác sĩ cứ ra vô thăm hoài luôn mà cũng vẫn chưa có nở được phân nào hết á. Thì bắt đầu tim của em bé bắt đầu đập chậm hơn. Thì mới bắt đầu là bác sĩ nói là bây giờ là phải phẫu thuật ngay lập tức. Thì tất cả các bác sĩ tập hợp lại và đưa em qua phòng mổ. Thì khoảng chừng 5 phút đồng hồ sau thì em bé đã được sinh ra. Dạ. Cho nên chung là can thiệp kịp thời. Đúng rồi. Thực ra cuối cùng là tất cả chúng ta đều mong muốn cái việc chào đời của con là phải ở cái kết quả tốt nhất. Mà tốt nhất ở đây thường mình hiểu ra là sinh thường. Để đảm bảo là con khỏe, mẹ khỏe, vân 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 vân. Nhưng mà cuối cùng rồi thì hãy tôn trọng ý kiến của chuyên khoa. Có nghĩa là bác sĩ là cái người được đào tạo ra để hỗ trợ chúng ta sinh tốt nhất. Thì chỉ có họ với cái quá trình mà quan sát thực tâm á, họ sẽ trả lời được cái cách nào là tốt nhất cho thai phụ mà thôi. Cho nên... coi như là em hợp tác tốt và bác sĩ của em thì cũng đã rất là kịp thời. Dạ. Chị ông xã có vô phòng mổ dạ không? Có, ông xã ngồi kế bên cạnh em trong lúc thực hiện cái ca mổ lấy em bé ra. Ảnh khóc nhiều lắm ha. Dạ, ảnh là một người, chồng em là một người rất là cảm xúc. Em cảm thấy em là người mạnh mẽ hơn chồng em rất là nhiều luôn. Khi mà em mổ thì ảnh nắm tay em, ảnh ngồi ngay bên giường mổ với em, nhìn em và cố gắng là động viên bên cạnh em rất rất là nhiều. Dạ. Em bé vỡ ối lâu như vậy á, thì khi mà mình sanh xong thì sức khỏe của mẹ và con như thế nào? Dạ lúc đó là khi mà mổ xong là em bị sốt, rồi em bé cũng bị sốt luôn. Khi mà đẩy em ra phòng dưỡng sức rồi đó thì em bé là được tách ly với em để cho những cô y tá chăm sóc. Thì lúc đó là em cả rất là mệt mỏi rồi, thì bác sĩ cho thuốc giảm đau rồi cho thuốc hạ sốt. Rồi sáng hôm sau em mới được gặp con. Dạ. Cảm giác đó như thế nào? Dạ cái cảm giác đó rất là tuyệt vời chị. Lần đầu tiên mà tự nhiên mình gặp được đứa con mình, cái em nhìn nó em nói ủa sao giống mình như vậy ta. cái đầu tiên mà khi em nhìn thấy con em là em kiểm tra tay chân của em con em trước. Cái đó là cái mà điều em lo lắng nhất trong cái quá trình mang thai. Mà trời Phật cũng thương là con em rất là lành mạnh và khỏe mạnh. Dạ. Rồi sau đó thì như thế nào? Sức khỏe của con, của mẹ? Em phải nằm trong bệnh viện cỡ khoảng 5 ngày trước khi em được xuất viện. Còn con em thì phải nằm ở lại bệnh viện 2 ngày sau chờ theo dõi. Tức là em bé nằm 7 ngày? Dạ em bé nằm 7 ngày. Nhưng mà lúc đó mình lo không? Dạ lo chứ chị. Lúc mà em về thì em thật sự rất là buồn. Cái lúc mà em đẻ bé là tháng 11. Ở bên Mỹ thì thời tiết rất là lạnh luôn. Thì khi về thì hai vợ chồng cũng lủi thủi chở nhau về trong một cái thời tiết rất là lạnh giá và tuyết rất là nhiều luôn. Thì cảm giác rất là buồn về mà không có con. Tại vì em đẻ mổ đó nên là em đi đứng cũng rất là khó khăn. Nhưng mà em vẫn cố gắng là tới giờ mà cho bé uống sữa rồi đó, em cũng phải nói chồng em chở em vô bệnh viện 3 lần để em có thể tự tay mình cho con uống sữa. Rồi bây giờ mình kể tiếp tới cái quá trình mà mình nuôi con. Đúng rồi, bé nuôi về nhà nè. Có sữa nhiều hay không? Dạ lúc mà ở bệnh viện thì có một bác sĩ tới để chỉ cho em cái cách mà mình giống như gọi là gọi sữa về đó. Nhưng mà phải 3 ngày sau thì sữa mới có một chút ít thôi chị. Cái cơ địa của em là thật sự là không có sữa nhiều. Nên là em khi mà em nuôi con là em nuôi là 50% sữa em và 50% sữa ngoài. Nhưng mà cái cảm giác của em nó có bị
gọi là nó có bị nóng vội, nó có bị ức chế khi mà cái quá trình sữa của em nó về chậm không? Hay là em đón nhận cái việc đó, thì khi nào nó về thì mình nuôi con? Dạ dạ đúng rồi đó, khi nào sữa về thì về thôi. Còn em rất là tin vào những cái loại sữa công thức. Nên là em nghĩ là nếu mà người ta đã chế biến ra cái loại đó rồi thì con mình cũng có thể sử dụng được thôi. Okay. Thực ra cái chuyện mà Ngọc tin hay không thì nó là niềm tin của mỗi người. Ở đây mình sẽ không bàn về câu sữa công thức. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao chị phải hỏi Ngọc cái câu đó? Bởi vì cái điều đó nó cực kỳ quan trọng. Thực ra bạn có nôn nóng thì sữa nó cũng không về, mà bạn có vui vẻ thì sữa nó cũng không về, tức là cơ địa. Đúng, nó có nhiều thứ là bạn phải tuân thủ theo quy luật. Nhưng mà cái điều mà làm cho rất nhiều bà mẹ bỉm sữa cảm thấy bi kịch, bi quan, đau đớn, vật vã, suy sụp là vì cái cảm giác của mình về điều đó. Tức là họ hoảng sợ, họ bất an, và điều đó làm cho quá trình nuôi con hết vui. Yeah. Cái quan trọng ở đây là thôi kệ nó đi, cái gì mình làm được thì mình làm, rồi mình làm xong thì thôi. Không, mình đợi kết quả. Tính ra em rất là thích cái tư tưởng của cô này như ha. Vậy rất đi. Là thích như vậy luôn á, thoải mái, tại vì đó là thuộc về cơ địa rồi. Đúng. Mà sao em thấy tâm lý em thoải mái lắm mà sữa cũng không về nhiều. Đó. Đó, dễ luôn. Tôi rất là chờ đợi cái điều đó quý vị biết không? Đó, bây giờ em căng thẳng, sữa nó cũng không về, mà em vui vẻ, sữa nó cũng không về, thì bây giờ cái nào nó tốt hơn? Đằng nào sữa nó cũng không về thì vui đi. Dạ đúng rồi chị. Rồi sau đó thì sao? Thì 50 sữa mẹ, 50 sữa công thức. Dạ đúng rồi. Và bé lớn lên như vậy. Dạ. Nhưng mà thật sự ra chị, mình sanh em bé mà chỉ có hai vợ chồng. Chỉ có hai vợ chồng lụa thủi chăm em bé không thì cực lắm đúng không? À, nhưng mà Ngọc có bị khủng hoảng văn hóa trong việc chăm con nhỏ không? Dạ có chị. Tại vì cái đường lối của anh dạy con nó khác với lại cái đường lối của em. Đúng khác. Là thí dụ như ảnh chơi với con rất là mạnh, còn em thì em lại thích chơi một cách nhẹ nhàng hơn. Tại vì con mình là con gái mà, giống như là khi mà ảnh chơi với con, ảnh giống như xách tay con lên, hai tay hai chân lên rồi khẩy con lên. Làm cái này kia, đúng rồi, ảnh thích y như khỉ vậy chị. Nhưng mà con em vui không? Dạ vui, rất là vui. Ảnh nói là ảnh cũng có đọc qua sách vở rồi, thì ảnh cũng không có quá mạnh tay, nhưng mà khi mà mình nhìn thấy thì mình cảm thấy là mình lo sợ, tại vì mình là người mẹ, tâm lý của mẹ là như vậy. Cho nên là hai vợ chồng rất là hay cãi nhau về cái vấn đề mà ảnh chơi với con quá mạnh tay. Nhưng mà bình thường là ông xã là đi làm, còn bạn là ở nhà chăm con. Lúc mà vừa sanh con xong á là em vẫn còn đi làm, tại vì em đi làm neo. Em đi làm từ 9 giờ sáng cho tới 7 giờ tối. Là lúc đó còn trong tháng luôn hả em? Dạ không, sau 3 tháng khi mà em thấy con em đã bắt đầu cứng lên được chút rồi đó, thì em có nhờ một người cô giúp babysit và ở nhà để chăm lo cho bé ở nhà. Thì chiều về, đi làm về thì em chơi với con, tranh thủ là mình dạy con được cái gì mình dạy. Rồi mình gắn kết tình cảm mẹ con lại với nhau trong cái khoảng thời gian mà em đi làm không có ở nhà đó. Thì em gọi điện thoại hỏi cô là hôm nay bé ăn được bao nhiêu, ăn được cái gì sao. Rồi những cái thức ăn của bé thì em là người đi chợ, em là người tự tay lựa những cái loại thịt cá. Nhưng mà đặc biệt là cái sự nuôi con của em là em nuôi theo cái cách của Việt Nam mình. Là em gọi điện thoại gì cho mẹ, nói mẹ ơi bây giờ là cháo, là con nên nấu cháo làm sao, nấu cháo gì, thì mẹ em là người hướng dẫn em. Em rất là thích cái cách nuôi dạy con của Việt Nam mình. Dạ, nên là em cố gắng hết sức để có thể lo cho con mình bằng cách đó. Nhưng mà rõ ràng là con em nó đón nhận cái tác động đó của mẹ cũng rất là hạnh phúc. Dạ. Nó hợp tác. Em cảm thấy rất là tội nghiệp cho bé, tại vì bé phải đưa hết cho người từ người này tới người kia giữ. Là 3 tháng đầu là em là người chăm bé. Rồi 3 tháng sau là người một cô đó nữa. Rồi 3 tháng sau là mẹ em đó, với lại ba em qua. Cuộc đời nở hoa từ đây. Cuộc đời nở hoa từ đó. Thì sau khi mà ông ngoại với bà ngoại qua đó, thì ông ngoại bà ngoại bồng bé về Việt Nam luôn. Dạ, trong vòng vài tháng. Tại vì tụi em cũng có ý định đi về Việt Nam chơi trong vòng vài tháng đó. Thì một tháng trước khi mà tụi em về thì ông ngoại bà ngoại về trước, bồng bé về trước. Nhớ còn lắm luôn. Dạ, cái cảm xúc lúc đó rất là buồn luôn. Nhưng mà em biết là con em đang được sự chăm sóc rất là đặc biệt từ mẹ và gia đình người thân ở Việt Nam. Đúng là mình sẽ không có ủng hộ cái việc là đứa trẻ nó bị thay đổi một cách liên tục. Nhưng vấn đề không phải nằm ở chỗ thay đổi. Cái vấn đề nằm ở chỗ ra là tất cả những cái sự thay đổi đó nó có hướng tới cái chuyện đó là đứa trẻ cảm thấy an toàn và đứa trẻ có cảm thấy hạnh phúc hay không. Chứ còn nếu như mà dù không thay đổi nhưng mà con vẫn đang tù túng với một cái tương tác cực kỳ tiêu cực thì cũng không tốt. Có nghĩa là ở đây quan trọng nhất trong câu chuyện của Ngọc nó nằm ở chỗ là với ai cũng được, nhưng với ai thì con đều yên tâm, thì nó mới ra được cái kết quả rất đẹp. Đó là cái kết quả mà ok, con tự tin, con chủ động và con đón nhận mọi sự thay đổi một cách hết sức là dễ chịu. Bây giờ mình sẽ tiếp tới một cái vấn đề rất là quan trọng. Đó là bạn này là người Việt, đúng ông rồi. Xã là người Mỹ.
Như vậy thì em bé sẽ được tiếp xúc với lại hai ngôn ngữ khác nhau. Thì em bé tương tác với cái chuyện đó nó như thế nào? Dạ, thật sự là em cảm thấy rất là may mắn là chồng em rất là ủng hộ cho em phải dạy tiếng Việt cho bé. Nên là khi mà em ở nhà đó, với lại cộng thêm là cái cô mà giúp em là người Việt đó, nên là tiếng Việt của bé thành thạo 100%. Còn đối với vấn đề về tiếng Anh đó, thì bé cũng hiểu và nói tiếng Anh được 100% luôn. Và tương tác được với ba. Dạ. Thì coi như là một điều rất là tuyệt vời ở bé. Dạ, nhà em. Dạ, em cảm thấy đó là cái sự thành công của em và chồng em có thể cho con nói được hai ngôn ngữ. Vậy là quá tốt. Về cái vấn đề là sức khỏe sau sinh của mình nó như thế nào nè? Rồi hiện tại thì công việc của mình là như thế nào? Bạn còn làm nail không? Dạ không, thì hiện tại thì bây giờ em nghỉ làm nail rồi, tại vì cái công việc ở bên YouTube của em rất là bận rộn. Với lại hiện tại em không có ai giữ bé nữa, nên là em quyết định là nghỉ công việc làm nail để ở nhà chăm sóc bé một cách tốt hơn. Bạn có thể chia sẻ một chút về kênh YouTube của mình? Dạ, cái kênh YouTube của em thì làm về cuộc sống Mỹ, chia sẻ với mọi người tất cả về cái cuộc sống hàng ngày của em thôi. Nó rất là không có cái gì mà không có gì mà quá cao xa hết á. Em đi đâu, em làm cái gì, tối hôm nay em ăn cái gì, rồi con em hôm nay học được cái gì, thì em chia sẻ lên cho tất cả mọi người cùng biết thôi. Lan rất là thích những cái kênh YouTube nói về cái cuộc sống của những người Việt Nam sinh sống tại một cái đất nước đó. Bởi vì qua những cái kênh như vậy thì chúng ta biết thêm được nhiều cái nguồn văn hóa từ nhiều nước khác nhau, biết một cách chân thực và bình dị. Dạ đúng rồi, rất là chúc mừng bạn và cũng mong rằng là cái kênh của bạn nó sẽ phát triển nhiều hơn nữa. Dạ, để cho những chị. Người mà rất là thích tìm hiểu nhiều cái nguồn văn hóa như Lan á, họ sẽ được biết nhiều hơn. Dạ em cảm ơn chị. Nhưng mà cái chị quan tâm cái điều này đó là cái gọi là cái sự hao tổn về sức khỏe nó rất là lớn, thì cái sự suy giảm đó ở em nó có nhiều không? Dạ sau khi mà sinh á thì em thấy là mình bị đau lưng nhiều hơn nè, rồi cái trí nhớ của mình được bị giảm nhiều hơn, và con người cảm thấy là mệt mỏi nhiều hơn lúc mà chưa có em bé. Nên mình bị xuống dốc về sức khỏe. Dạ. Mình có nhận được sự chia sẻ của ông xã về cái việc này không? Dạ có chị, ông xã thí dụ như khi mà em mệt mỏi thì ông xã cố gắng là lấy thuốc bổ cho em uống, rồi đấm lưng cho em, rồi mạch xa, rồi lại ân cần chia sẻ là hỏi em có cần uống nước không, hay là em có cần bất cứ cái thứ gì không, thì anh có thể đáp ứng tất cả mọi thứ cho em. Dạ. Sau khi coi xong chương trình này, một số chị đó chồng nhà người ta không có đâu các chị ơi, mỗi một ông chồng sẽ có một cách thể hiện khác nhau, một cái hay khác nhau. Cái sức khỏe của mình như vậy nó có ảnh hưởng đến cái việc sinh hoạt vợ chồng không? Dạ không chị. Vẫn đều đặn hả? Dạ. Bà già mà mất bà sáng rỡ vậy đó. Nó không có, tại vì khi mà mình có con rồi đó thì tất cả mọi thứ nó không có được như xưa. Là nhu cầu giảm. Dạ. Nhưng mà vợ chồng em cũng rất là tâm lý và cố gắng cân bằng cái điều đó. Có chia sẻ được không? Có chia sẻ được với nhau chuyện đó, chị nghĩ là được. Dạ được chị. Dạ. Dạ chồng em thì tất cả mọi thứ đều là tốt nhất cho sức khỏe của vợ. Nên là khi mà em mà tâm sự với ảnh tất cả những cái điều gì thì ảnh rất là hiểu và dạ tôn trọng cái ý kiến của em. Một ông chồng nãy giờ là đúng chuẩn chồng nhà người ta. Còn cái gì tôi không tin có cái gì mà không có ổn không? Nếu mà nói về tật xấu của chồng em thì em thấy là ảnh rất là mê chơi game. Nó thấy chưa, kiểu gì cũng có một vài thứ em không có hài lòng hả quý vị. Rồi với lại anh rất là đam mê xe và đam mê tốc độ, nên là nhiều lúc mà khi mà khoảng thời gian mà rảnh rỗi của anh sau thời gian mà làm việc một ngày mệt mỏi thì anh ngồi anh chơi game hoặc là anh lắp ráp gọi là mô hình độ lên cái chiếc xe cưng của anh đó. Ngày nào anh cũng ra anh lao chùi chiếc xe rồi anh kêu chiếc xe là baby của anh, là em bé của anh, giống như là giống như là bạn gái thứ hai, người vợ thứ hai của anh rồi vậy đó. Rồi làm cho em nhiều lúc em cảm thấy là ủa rồi tôi với con tôi đâu, cọc không, cọc không? Dạ cọc, với em rất là nóng tính nên là nhiều lúc em la lên, nhưng mà khi mà em la lên thì anh hiểu là anh dừng lại, anh về lại và dành thời gian cho em và con. Có nghĩa là anh có điều chỉnh. Dạ, hèn chi bà hài lòng nhau là đúng rồi. Dạ. Chứ kiểu gì mà không có cái để nói. Dạ. Có nghĩa là cũng có những điều ở ảnh mà mình không có hài lòng. Dạ. Nhưng cái quan trọng ở đây là mình cũng có bộc lộ cái sự không hài lòng đó. Dạ có. Nhưng cũng ơn trời là ảnh chấp nhận và ảnh điều chỉnh để phù hợp với con người thật hơn là một cái thú vui. Dạ, đúng không? Dạ. Hiện tại thì hai vợ chồng đang ở đây. Anh về chung với em nhưng mà anh đi trước rồi. Đi về bên kia trước để làm việc. Công việc. Dạ, còn em thì em có thể ở lại đây lâu hơn một chút. Bây giờ này, nhân lúc mà ổng không có ở đây nè. Ê khoan, chương trình này cái số này mày nhắn gửi thì ổng có nghe được không? Được. Vậy bà nhắn bằng tiếng Anh hay tiếng Việt? Nhắn tiếng Anh rồi chứ dạy sức tiếng Việt cho mình nghe. Mình hãy gửi gắm nhắn nhủ những cái gì mà mình mong muốn ở ông xã mình mà trước giờ mình chưa có nói được, thì bây giờ thông qua chương trình bạn hãy gửi đến ông xã của mình để hai vợ chồng có thể hiểu nhau nhiều hơn. Hi baby, I feel so thankful for for everything you helped me with the baby, how to raise JD.
We are so blessed to have you in our life. Thank you so much. Ngắn gọn vậy thôi. Nè, không có tự nhiên mà có chồng người ta. Có nghe người ta nhắn gửi cái gì với chồng người ta không? Hi baby. Ôi, hi baby. Đó, các chị gọi chồng của các chị là gì? Đó, hi baby. Nói chung là hôm nay rất là cảm ơn. Đúng rồi, rất là cảm ơn cái sự chia sẻ của bạn và cũng là một cái khách mời rất là đặc biệt. Và nhân cái số đặc biệt này thì chương trình cũng có một cái món quà đặc biệt. Đó là ngày hôm nay chúng ta sẽ đón chào sự xuất hiện của em bé cũng như là bà ngoại của em bé xuất hiện trong chương trình. Hi baby. Hi baby. Hi chị đi. Chào con. Bà bảo. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Mẹ Bỉm Sữa. Xin chào hai MC. Dạ chào cô. Trao gửi gì đó với mẹ đi. Nó đổi ghế đây, một bà mẹ bỉm sữa cách đây mấy chục năm. Dạ. Thì thông qua chương trình con cũng xin cảm ơn mẹ rất là nhiều đã giúp đỡ con, chăm sóc cho con của con và bên cạnh con trong những lúc mà con cảm thấy là mình cô độc nhất. Dạ. Mẹ của con. Đúng là tình mẫu tử nó rất là thiêng liêng và người ta bảo là nước mắt chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược. Cho dù là con của mình có lớn đến như thế nào thì cũng vẫn là một đứa trẻ. Cảm ơn ngoại rất nhiều, cảm ơn cái tình cảm của ngoại dành cho con gái của mình và cảm ơn sự xuất hiện đặc biệt của ngoại ngày hôm nay.